Đến Trùng Khánh, bạn không chỉ ghé thăm những địa điểm check-in nổi tiếng như Thác Bản Dốc, Động Ngườm Ngao, mà đừng quên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những đặc sản nổi tiếng tại đây. Nhắc tới đặc sản Trùng Khánh thì không thể nào bỏ qua cái tên bánh khảo Thông Huề, món bánh truyền thống có ý nghĩa trong mỗi dịp quan trọng của bà con dân tộc nơi đây. Đây là loại bánh không chỉ mang hương vị ngọt ngào, màu sắc bắt mắt mà còn chứa đựng bản sắc văn hóa của người dân ở địa phương. Không biết có từ bao giờ, nhưng tục làm bánh khảo ngày Tết ở Cao Bằng đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con vùng đất này. Cứ vào 20 tháng Chạp, người dân nơi đây lại rục dịch làm bánh khảo đón Tết Nguyên Đán. Với người Tày, Nùng, sẽ chẳng còn Tết nếu không có bánh khảo. Họ làm loại bánh này mời khách tới chơi nhà ngày Tết và cũng là món quà độc đáo biếu khách hay gửi cho những người con xa quê. Đặc biệt với vợ chồng mới cưới, thì ngày đầu năm mới về thăm bên ngoại, thì bánh khảo là vật phẩm không thể thiếu. Đây cũng chính là món quà mà người dân Cao Bằng dâng lên bàn thờ để cúng gia tiên mỗi dịp Tết đến, xuân về. Và ở Trùng Khánh nói riêng, thì bánh khảo Thông Huề được biết đến là một trong những món bánh truyền thống của bà con dân tộc Tày, Nùng. Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Triệu Thị Lựu ở phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, người có kinh nghiệm làm bánh khảo hàng chục năm ở con phố này. Vừa thoăn thoắt rang gạo, bà vừa chia sẻ, để có những phong bánh khảo thơm phức, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ chọn gạo, chọn đường, lạc, vừng và thịt mỡ, rồi rang gạo. Làm bánh khảo đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận đến từng công đoạn. Tính cả quy trình khoảng mười mấy bước, chọn gạo, rang gạo, xay bột, hạ thổ, giã đường, làm nhân, vò bột, vào khuôn. Không quá cầu kỳ trong cách chọn nhân bánh, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo khi làm. Như gia đình tôi thì là làm bánh cũng đã được rất là lâu rồi. Từ thời tôi còn bé thì gia đình tôi cũng đã làm bánh khảo. Nên là từ lúc mà còn bé thì tôi đã được mẹ này, bà này, ông này cũng truyền dạy để lại cho cái cách làm bánh ra làm sao, từ nguyên liệu chọn gạo như thế nào. Cái khâu quan trọng là mình phải biết chọn gạo. Những cái gạo hạt nếp, gạo nếp là phải hạt tròn, đẹp và không bị vỡ. Và sau đó là sẽ được rửa và rang. Rang xong sẽ mang đi xay sát để tạo thành cái bột. Và từ cái bột đấy sẽ hạ thổ và bột sẽ trộn với cả đường phên ạ, để làm được cái bánh khảo. Và còn về cái nhân ý thì là sẽ nhân là nhân thịt mỡ. Thì sẽ chọn những cái mỡ miếng mông mỡ không có gân. Sau đó là sẽ được thái hạt lựu, luộc và thái hạt lựu. Và sau đó là sẽ ướp với đường. Để đấy, tầm khoảng một tháng thì chúng ta sẽ dùng để làm nhân trộn với lạc hoặc là vừng. Và sau đó sẽ làm nhân của bánh khảo. Những phong bánh sắc màu có sự kết hợp của bột gạo nếp tượng trưng cho đất mẹ, hòa quyện vị ngọt của đường phên, thơm nồng tình yêu thương. Đôi tay thoăn thoắt cầm khuôn bánh đặt rồi rắc lên lớp bột đầu tiên vào, ép nhẹ cho phẳng. Bà Lựu giải đều lớp nhân, cho thêm một lớp bột vào, cho hai phần bánh bên ngoài lớp bằng nhau, rồi ép mạnh để hai lớp bánh kết vào nhau. Dùng dao cắt ra thành từng miếng bánh nhỏ như trong khung đã có vạch định sẵn. Bánh khảo có thể để được cả tháng, nó như một thứ lương khô của người Tày, Nùng và trở nên gần gũi với người dân nơi đây. Với phong tục đón Tết cả tháng đầu xuân, Tết chỉ hết khi trong nhà không còn bánh khảo. Đối với cái bánh khảo ấy, thì ngày xưa thì nó sẽ là cái lương khô của người dân tộc Tày, Nùng. Còn đối với bây giờ ấy thì là cũng sẽ không thể thiếu đối với những cái dịp mà lễ Tết hay làm quà. Mà đặc biệt là những cái du khách du lịch mà đến với Cao Bằng, đến với Trùng Khánh và đặc biệt là Thông Huề thì là ai cũng biết được là cái đặc sản của Thông Huề sẽ là cái món bánh khảo. Để có làm ra được những cái bánh khảo thơm ngon như vậy thì cũng là một cái quá trình rất là kỳ công của người dân, và cũng giữ được là cái gạo nếp của người dân trồng được thì là mình cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà do chính cái bàn tay của người dân làm ra.
đối với bà con các dân tộc ở Cao Bằng, bánh khảo là loại bánh không thể thiếu trong những ngày Tết Nguyên đán. Câu chuyện đầu năm mới trở nên thân tình, ấm cúng hơn với phong bánh khảo thơm ngon. Ngày nay, khi cuộc sống của người dân đã khấm khá hơn trước nhiều, người ta làm bánh khảo quanh năm. Do được chế biến thủ công, nên bánh khảo Thông Huệ sản xuất đều được khách hàng khắp nơi trong tỉnh rất tin tưởng và ưa dùng. Hiện nay, để mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người, đặc biệt là giữ gìn, phát huy nghề thủ công truyền thống, nhiều gia đình đã tự mở cơ sở sản xuất bánh khảo. Các thế hệ trong gia đình lại truyền nghề cho con cái, mong muốn món bánh khảo truyền thống của dân tộc không bị thất truyền. Đối với cái bánh khảo hiện nay thì cũng chỉ là một số vùng biết đến thôi, còn nói về cái độ nổi tiếng thì chắc là nó cũng chưa gọi là phủ rộng. Nó chỉ biết đến là trong huyện, ngoài huyện thì cũng có nhiều cơ sở để làm bánh. Đối với tôi, nếu như mà để làm được cái bánh khảo mà có thương hiệu ấy, thì cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một cái khâu rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình sẽ giữ được cái thương hiệu đặc trưng của cái truyền thống của gia đình. Và cái thứ ba nữa là muốn là cho cái khách du lịch, và muốn để cho những người dân mà muốn khách du lịch đến tham quan ấy thì sẽ mua để làm quà, để cho người dân có cái nghề và giữ được cái hương vị bánh khảo của địa phương. Đối với bánh khảo Thông Huệ thì là cái này là cũng là do từ ngày xưa thì cũng được là truyền dạy của cha ông, thì là cũng như ở một số nơi khác thì là họ sẽ dùng tay để vò, nhưng mà đối với bánh khảo Thông Huệ là sẽ dùng cái con lăn để lăn, để cho bột với cả đường sẽ mịn đều hết với nhau. Và theo tôi lại đấy là cái khác biệt của cái bánh khảo Thông Huệ và cái ở nơi khác ạ. Thì là mong muốn được nhiều người, và đặc biệt là ngoài huyện và các huyện khác nữa được biết đến, thì cũng để cho bánh khảo được nổi tiếng thì cũng mong là bên truyền hình và phương tiện thông tin đại chúng cũng sẽ quảng bá rộng hơn để cho người dân của chúng tôi biết, để cho du khách thập phương cũng biết, để cho người dân chúng tôi được quảng bá những cái sản phẩm của địa phương được rộng khắp hơn ạ. Bánh khảo không chỉ là món ăn đặc sản riêng của mảnh đất Thông Huệ, mà trong tỉnh Cao Bằng, bất cứ địa phương nào cũng có món ăn truyền thống này. Nhưng với riêng bánh khảo Thông Huệ, Trùng Khánh thì khác. Món ăn mang một hương vị ngon, rất khó lẫn được so với các vùng khác. Món ăn vừa mang hương vị truyền thống, vừa là một đặc sản miền cổ tích không thể bỏ lỡ. Nếu có dịp thăm bản người Tày, người Nùng ở Thông Huệ những ngày cuối năm, bạn sẽ chẳng thể nào quên mùi thơm của bột bánh khảo cùng sắc thắm hoa đào bùng nở. Đây là món ăn gắn liền với phong tục, tập quán và những nghi lễ truyền thống của cư dân bản Tày, Nùng. Đó là sản phẩm của đời sống nông nghiệp được chế biến bởi bàn tay khéo léo và tâm huyết của những người phụ nữ đảm đang trên miền non nước.